Thưa quý vị, khi mà vụ việc hàng chục học sinh nam của một trường nội trú ở Phú Thọ bị chính thầy hiệu trưởng dâm ô bị phát giác vào những ngày cuối năm 2018 còn chưa kịp lắng xuống, thì những ngày này, tháng 3, dư luận lại dậy sóng khi một giáo viên tiểu học ở Bắc Giang bị tố cáo sàm sỡ học sinh của mình. Vì thầy giáo này đã bị đình chỉ công tác, cơ quan công an cũng đã vào cuộc để làm rõ sự việc. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho thấy có khi nào trường học bây giờ cũng không còn là ngôi nhà thứ hai an toàn che chở cho các em học sinh nữa hay không. Đây chính là nội dung mà Tiêu điểm của Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay sẽ đề cập đến với sự bình luận của Thạc sĩ Vũ Thị Bích Hằng, chuyên gia quản lý giáo dục. Xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia Bích Hằng, hiện thì vụ việc đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên qua những thừa nhận ban đầu của thầy giáo thì cũng có thể thấy đây là một hành vi mà không thể chấp nhận được của một người làm công tác giáo dục, đúng không ạ? Sự việc rất là đau lòng và tôi nghĩ rằng dù đứng ở dưới góc độ nào, dư luận xã hội hay là người ở trong ngành hay người ở ngoài ngành thì chúng ta đều cảm thấy là cái hành vi đó là không thể chấp nhận được đối với lại một người thầy giáo, một người mà được cha mẹ học sinh giao cho để chăm sóc và dạy dỗ các em hàng ngày. Vâng, và đây cũng không phải là lần đầu tiên dư luận dậy sóng vì vụ việc thầy giáo sàm sỡ chính học sinh của mình. Những năm gần đây đã có hàng loạt vị giáo viên bị xét xử do dâm ô học sinh. Những ngày đầu tháng 10 năm 2018, dư luận bàng hoàng phẫn nộ trước thông tin thầy giáo đạo đức ở Quảng Nam bị tố mở phim nóng rồi hiếp dâm 3 học sinh lớp 2 và lớp 3. Vâng, vào ngày 2 tháng 11, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung, nguyên giáo viên trường tiểu học Dơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, 24 năm tù giam về tội hiếp dâm, dâm ô trẻ em. Và điều này cũng đang cho thấy sự xuống cấp về đạo đức trong một bộ phận người làm giáo dục. Và dường như là nhà trường tưởng chừng là nơi mà có thể dạy dỗ, che chở cho trẻ nhỏ, thì nay có vẻ đã không còn an toàn nữa rồi. Chúng ta cũng rất là... lại phải sử dụng lại cái từ gọi là rất là đau lòng và rất là bức xúc khi mà thấy là ngôi trường là gần như là một cái nơi mà thiêng liêng nhất đối với chúng ta, nơi mà đã dạy dỗ chúng ta trở thành những con người có ích cho xã hội, thì bây giờ lại còn không có những ngôi trường còn không được coi là nơi an toàn cho các em nữa. Nhưng thực ra trong tất cả mọi nơi, mọi lúc thì nếu như còn xuất hiện những yêu dâu xanh, những kẻ mà cố tình xâm hại tình dục trẻ em thì chỗ đó vẫn được coi là nơi không an toàn đối với trẻ. Vâng, vậy thì theo bà, nguyên nhân vì sao những vụ xâm hại tình dục trẻ em vẫn xảy ra ở môi trường giáo dục như vậy? Theo tôi nghĩ thì như chúng ta đã biết rằng rất là nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có cả những người làm rất nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả những thầy giáo đã phải đứng ra trước vành móng ngựa và đã nhận những bản án rất thích đáng. Nhưng có lẽ là cái công tác tuyên truyền để cho mọi người biết và hiểu rõ hơn về những cái hình phạt nặng nề đối với những người này có lẽ là vẫn chưa được mọi nơi, mọi lúc, hoặc là chúng ta còn tế nhị để tránh né những cái chuyện này, đặc biệt là trong trường học là một cái nơi mà được gọi là rất là mô phạm và các thầy các cô là có những cái địa vị khá là cao ở trong xã hội khi mà được xã hội đánh giá và nhìn nhận. Chính vì thế, theo tôi thì trong các cái cuộc họp giao ban hoặc là đầu năm hoặc khi mà có những cái vụ việc xảy ra như thế này, chúng ta không nên tránh né mà chúng ta nên nêu vấn đề và cảnh báo đến tất cả mọi người về những sự việc đã xảy ra và những cái hình phạt nặng nề dành cho những kẻ đó, để cho những người nào có những cái tư tưởng mà xấu như thế thì họ có một cái phần nào được khuyến cáo, nhắc nhở và có lẽ là sẽ giảm được hơn cái ý định xấu của họ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thạc sĩ quản lý giáo dục Vũ Thị Bích Hằng. Thưa quý vị, theo kết quả điều tra của Trung tâm Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em được thực hiện vào năm 2018, thì có hơn 30.000 trẻ em ở Hà Nội được hỏi rằng ai là người dễ dụ dỗ các em nhất, và 87% số trẻ đã khẳng định đó là người xa lạ. Nhưng thực tế thì theo thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 93% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại là người thân quen. Người thân quen này là ai? Đó có thể là người trong gia đình, là hàng xóm, là người quen của bố mẹ, những người khiến cho cả bố mẹ lẫn trẻ đều không nghĩ rằng sẽ mang lại nguy hiểm cho trẻ. Chính bởi sự chủ quan, thiếu kỹ năng trong bảo vệ bản thân của cả gia đình và trẻ đã dẫn tới những câu chuyện động trời, những con số biết nói đầy xót xa về xâm hại tình dục trẻ em. Vâng, như vậy là theo các số liệu thống kê mà Nông thôn Chuyển động tổng hợp được thì có thể thấy rằng các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em hầu hết đều là những người thân quen, và thời gian trẻ ở nhà và ở trường đều rất khó tiếp cận với người lạ, nên việc trẻ bị người thân quen xâm hại đến 90% thì tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu, đúng không ạ?
Vâng, chúng ta đều thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đều biết rằng là rất là nhiều vụ đau lòng xảy ra, không những là người thân mà còn là người ruột thịt của các em nữa. Chẳng hạn có những trường hợp như là ông nội, rồi có trường hợp là hai chú, rồi hàng xóm thân quen, thì càng nói càng thấy đau lòng. Nhưng mà đúng là những cái vụ xâm hại này thì bởi vì các em không thể lường được, hoặc các em quá ngây thơ không thể hiểu được rằng đấy là mình bị xâm hại tình dục, mà chỉ tưởng như là kiểu bị đánh đập hoặc là bị trêu ghẹo dẫn đến thương tích về tâm hồn hoặc là thể xác. Cho nên là rất là nhiều vụ mà thương tâm như chúng ta đã biết toàn do người thân người quen thực hiện. Vâng, trẻ em bị xâm hại tình dục thì phải chịu sự đau đớn về thể chất, về sự sợ hãi, sự tự ti và đôi khi là gây sợ chính bản thân mình, dẫn đến có những hành vi cực đoan. Vâng, và một bé gái 13 tuổi ở Cà Mau đã chọn cái chết vì không chịu nổi áp lực sau khi bị xâm hại tình dục. Sự việc đau lòng này cũng không phải là hiếm và trẻ em bị xâm hại tình dục còn phải chịu rất nhiều những tổn thương về mặt thể chất và tinh thần, đúng không ạ? Vâng, như chúng ta đã biết thì nếu như chúng ta bị một vết thương về thể xác thôi, đứt tay chẳng hạn, hoặc là bị một cái tai nạn gì đó thì có thể có những cái vết sẹo mà nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Thế nhưng nếu mà cái vết thương ở tâm hồn khi mà bị xâm hại tình dục thì nó còn đớn đau rất là nhiều, nó sẽ dẫn đến cho trẻ có những cái hành động có thể là tự giày vò bản thân, hoặc quá xấu hổ dẫn đến trầm cảm, dẫn đến tự tử, và hoặc là dẫn đến cái hội chứng tự kỷ, không còn yêu thích bản thân nữa và tự hành hạ bản thân, thậm chí có những em tìm đến cái chết. Cho nên là cái vết thương này tôi nghĩ rằng nó còn đau đớn hơn rất là nhiều lần so với vết thương thể xác. Và liên quan đến vấn đề xử phạt tội ác xâm hại tình dục trẻ em và tội dâm ô theo Bộ Luật Hình sự 2015 thì chỉ áp dụng cho người đủ 18 tuổi và điều này cũng khiến cho người đủ 16 tuổi tới 18 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội dâm ô. Trong khi chúng ta vẫn biết là những người mà đủ tuổi từ 16 đến 18 tuổi thì là những người mà đang có sự tò mò và có sự manh động nên là rất dễ dẫn đến phạm những cái tội này. Và người phạm tội có thể lách luật và đưa trách nhiệm cho người đủ 16 tới 18 tuổi chịu trách nhiệm để không bị xử lý. Vì vậy mà nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này. Tức là những người mà đủ 16 tuổi trở lên là phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Vậy thì chuyên gia có ý kiến như thế nào? Vâng, theo tôi nghĩ rằng cái luật này có thể là đã hơi lạc hậu rồi, bởi vì là trong cái thời đại bùng nổ của thông tin cũng như là cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta bây giờ rất là tốt, cho nên là các em thường là đã dậy thì phải nói là rất là sớm. Và đặc biệt đối với cái sự bùng nổ thông tin thì những phim ảnh rồi các clip được phát tán rất là nhiều trên mạng, khi mà các em được được xem và tiếp xúc với những cái phim ảnh phản cảm như thế, phản giáo dục như thế thì thường là các em tò mò. Nhưng đồng thời khi mà người ta đã đủ 16 tuổi thì con người ta đã hoàn toàn có thể là trưởng thành về mặt tâm sinh lý rồi. Cho nên là theo tôi nghĩ nếu như không xử lý hình sự thì cũng phải có những cái biện pháp cách ly xã hội và có những biện pháp giáo dục giáo dưỡng như thế nào để đủ sức răn đe đối với những em mà dưới 18 tuổi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Chuyên gia Vũ Thị Bích Hằng có thể chia sẻ thêm những phương pháp khác để có thể bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục được không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng ngoài cái nguyên tắc năm ngón tay để cho các em có thể nắm được thì có rất là nhiều cách để tiếp cận với cái giáo dục trẻ về giới tính cũng như là phòng chống xâm hại tình dục. Chẳng hạn như là thời gian gần đây thì ở trên mạng xã hội có chia sẻ một cái clip một chú công an đến dạy cho các em ở trong cái trường cấp 2 hoặc là cấp 3 cái cách mà chống lại cái kẻ mà xâm hại tình dục bằng cái giọng nói rất là hài hước, và các em khi mà các em nghe thì các em cảm thấy rất là dễ tiếp thu, dễ thực hiện và cũng như là không thấy ngượng ngùng xấu hổ gì cả. Thế thì nên chăng các nhà soạn các cái chương trình học thì chúng ta nên đưa những cái chương trình kỹ năng sống vào và đưa ra những cái tình huống giả định để cho các em có thể hiểu rằng là trong trường hợp này chúng ta la lên thì chúng ta phải la lên ở cái mức độ như thế nào, chúng ta chạy đi cầu cứu những người xung quanh ra sao, hoặc chúng ta không cho người lạ, những người không quen biết đến gần, hoặc là có những cái động thái chẳng hạn như là chỉ cần sờ má thôi chúng ta để trẻ đã không đồng ý rồi, chứ không phải như bây giờ ở trong đúng là xã hội mình thì bây giờ nhiều khi trông thấy một em bé sinh thì rất là nhiều người muốn vuốt ve hoặc là tỏ tình cảm ôm hôn. Có lẽ là dần dần chúng ta cũng nên nên nên
giãn cái khoảng cách của những cái người lạ ra khi mà tiếp cận với con em mình, có cái thái độ như là sờ má hay là ôm hôn là chúng ta không đồng ý, để cho trẻ biết rằng bất kể một ai ngoại trừ ông bà bố mẹ trong gia đình là được vuốt má hoặc ôm hôn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cách tiếp cận hay để có thể giáo dục được trẻ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích với chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay của chuyên gia Vũ Thị Bích Hằng.